Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2024 thì em Dũng cũng xin à lên sóng review chi tiết cho các bác về một chiếc đầu DVD kiêm giải mã cổng quang từ TV 24 bit và con này thì nó có đọc được cả đĩa CD lòng trắng cũng như là lòng phono 7 màu, tất cả các loại đĩa trên thị trường Việt Nam và đọc được tất cả các loại đĩa DVD và đĩa VCD trên thị trường Việt Nam. Con này thì nó có cái giá xuất xưởng vào năm 2001 với giá xuất xưởng là 380.000 yên. Thì với cái thời điểm giá yên hiện tại tầm đấy thì nó tầm cái thời thời điểm 2001 thì tỷ giá là tầm 20 thì cái giá yên nó nhân lên là tầm hơn 70 triệu các bác nhé. Hơn 70 triệu tiền Việt. Và để vào phần review chi tiết về con đờ lông DVD A1 này thì em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 1.000 thì phần quà nó là một chiếc DAC của Soli và kèm theo nữa là nguồn adapter 9V. Con DAC của Soli này thì nó có một cổng quang từ TV vào và một cổng AV vào. Con này dùng nguồn DC 9V và con này thì nó được sản xuất tại Hàn Quốc. Còn đường analog out là đường AV out đấy thì con này nó sử dụng là lỗ phôn 6 ly và có chỉnh volume. Đấy. Và cái tờ tiền 1.000 Em đã che đi 3 số cuối Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối Của cái tờ tiền 1.000 vào video này Thứ hai cho em xin nút like video Và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh Và bấm cho em cái chuông thông báo Để vào lúc 12 giờ trưa Tất cả các ngày trong tuần Thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác Về những thiết bị giải mã có mặt tại shop em Và cái video ngày hôm kia Thì cũng đã có một bác Bác cũng rất may mắn Bác đã đoán trúng chiếc đài Và chiếc đài này thì... Um, Chiều nay em sẽ gửi đi cho bác nhé Đấy. Và để ở phần là chi tiết về chiếc um, CD, DVD này Thì um, chiếc đầu đờ uh, lông DVD A1 Thì chiếc này về trong tình trạng là Máy gồm có một chiếc dây nguồn ZIN Dây nguồn ZIN này bác này Và một chiếc điều khiển ZIN đúng đời đi theo đầu Và chiếc điều khiển này có mã là RC552 Khiển ZIN đét đèn đẹp luôn ZIN 100% đi theo đầu các bác nhé và chiếc khiển này thì uh, cực kỳ hiếm bởi vì là những con đờ lông DVD A1 này thường thường ở Việt Nam bán thì đa số là ghép những chiếc điều khiển DVD khác thế nên là con khiển này em nói thật bây giờ các bác mà mua con này về các bác bán lẻ cái khiển này một triệu bác đăng lên mạng nhiều người mua ngay còn đây thì em vẫn để theo đầu cho các bác nhé vẫn để theo đầu cho các bác và uh, con đờ lông DVD A1 này thì con này thì uh, máy về trong tình trạng là mặt mũi của nó thì theo cái vận chuyển thì nó bị theo cái nỗi vận chuyển thì nó bị một vết xước ở chỗ này các bác này, đấy em cũng sẽ chia sẻ thật với các bác luôn một vết xước này và một vết xước ở chỗ này một vết xước cái này nữa ba vết, còn đâu thì máy nó đẹp xuất sắc rồi, đấy, còn đâu là từ bên hồi uh, hông máy, ốc nhôm này nhôm máy này và mắt nắp nắp nưng của nó cũng rất đẹp tất cả ốc của nó đều vàng ché chẹ luôn và con này thì đằng sau đây hai đây là bên bên hông nữa này đẹp góc cạnh luôn cho chỉ mấy cái vết này thôi còn đâu là mặt mũi nó đẹp xuất sắc các phím của nó các, các, nhìn các lốm của nó này vàng ché chẹ luôn Đấy. con này thì nó chạy 4 con IC giải mã PCM1704 bốn con DC này thì nó nằm ở trên con đờ lông DCD S13 Limited đấy, con đấy cực kỳ khủng con đấy thì giá thị trường bây giờ ở Việt Nam đang bán là trên 20 triệu đấy, và cái mạch xuất âm của con DVD A1 này cũng giống y xì như cái mạch xuất âm của con đờ lông CD S13 La Mã Limited và con này thì nó có một đường cổng quang từ TV đây và một đường cô đồng trục một đường quang ao và đồng trục ao và con này thì nó có cả đường ra hình nữa này một đường hình video out và một đường hình S video out và cái đường compen video out này, đấy, nó có rất nhiều đường. Và con này thì uh, nó sử dụng điện 100V, 38W, 50/60Hz, số series của nó là 500101 và máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Và con này thì đặc biệt là ở hai cái đường trên audio out đây thì nó có hai đường ra cùng một nút. FR, FL từ F này là viết tắt của trừ phông Fong. phông rít và phông nan lít đấy là con này thì các bác có thể cắm được đường trên và đường dưới ra hai âm đi đấy. còn cái đường này là cái đường SVK kép này hoặc là mấy cái đường như ra súp hay sao đấy đấy ra súp này con này rất đẹp ạ con này thì máy nó nặng là 18,5 kg các bác nhé máy nặng 18,5 kg thế nên là con này thì có một điều rất đáng tiếc là khi nó về nó vận chuyển thì nó sẽ bị xước như thế này rất đáng tiếc còn đâu thì bởi vì con này bên em bên em mua bên nhật là nó đẹp xuất sắc từ cái ốc ở đi thì các bác nhìn cái ốc này ốc của nó cái nớp mạ vàng của nó vẫn không bị oxy hóa nhé không bị xỉn màu này đấy rất đẹp và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp nưng ở trên ra và cho các bác xem cái ruột gan của con đờ lông DVD A1 này ạ. Vâng thì à, em cũng đã tháo hết à, 8 con ốc ở trên và hai con ốc ở cạnh này ra là cái tấm mặt trên của nó đây các bác nhé. Con này thì cái tấm của nó rất nặng này, tấm sắt của nó này hai lớp luôn các bác này. bên trong rất đẹp này. Này, em quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, đây đấy. Nắp nừng của nó rất móp không móp méo này và bên trong nữa thì nó là một tấm cũng là một tấm được mạ, mạ mạ vàng mạ đồng đây tấm này mục đích của nó là để um, chống nhiễu chống nhiễu này con này em cũng chưa tháo nốt ốc vẫn còn một con ốc còn sót nha em sẽ quay ra đấy Đây, các bác nhé hai lớp hai lớp lắp nâng này Và đây là các bác sẽ được xem nội thất của con này Thì nguyên cái mảng mạch trên này Mảng mạch analog trên này là dành riêng cho mảng mạch analog ra chất âm Rn nhé Còn ở tầng dưới nữa, nó còn tầng dưới nữa này Và đây là mảng mạch giải mã đây ạ Đây, mảng mạch giải mã đây Và thông với cái mảng mạch chủ của bo CD này Và mảng mạch nguồn ở dưới nữa Và đây cũng là bo mạch nguồn hai tầng đây, Các bác nhìn này Cực kỳ khủng luôn, nguồn của nó đây ở dưới nguồn nó thì là một miếng uh, miếng gang đúc nữa đấy và trái tim của con này đây thì nó chạy bốn uh, con IC PCM 1704 này một hai hai con là một vế nó chia riêng biệt luôn và đây là những con opam những con linh kiện đây và đây là ổ DVD con này rất nặng các bác nhé bên trong của nó này được hãng uh, mạ mạ vàng này chia làm ba ngăn chống nhiễu đấy. bởi vì mô uh, model này là model cao cấp DVD cao cấp nhất của dòng đờ lông Các bác nhìn này Rất đẹp luôn Còn à, bác nào mà cần có ảnh ruột gan của con này thì các bác cứ liên hệ với Zalo số em nó chạy trên góc màn hình nhé Thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác xem cái ruột gan chi tiết Còn máy móc bên em thì các bác yên tâm Hàng về thì là ZIN nguyên bản 100% Chẳng qua con này thì nó bị lỗi đây Cũng rất là không may do cái vận chuyển Bị ở đâu này bị đúng cái mặt tiền Đấy. thế nên là cái giá hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho các bác xả kho thanh lý còn máy bên em bán ra thì vẫn bảo hành cho các bác cho các bác 3 tháng đàng hoàng Đấy. còn máy móc thì em xin cam kết cho các bác là Duy nguyên bản này Đấy. bụi em một chưa nâu này Đấy. nguyên bản 100% nguyên bụi nhật đây là ổ CD còn tầng dưới nữa Đấy. con này rất khủng các bác ạ Đấy. thì à, các bác sẽ cắm hai đường av vào đây đường số 1 hoặc đường số hai dưới này hai đường đấy, các bác thích cắm đường nào thì bác các bác cắm này đấy còn cái đường dưới này là cũng là kiểu như đường 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 hình như sao đường hình đây đường hình của nó đây quang thì các bác cắm vào đây cho em đấy. quang các bác cắm vào đây cho em là xong thôi đấy thì bây giờ em sẽ cắm luôn cho các bác này đấy. quang đây các bác cắm qua mà digital in này đấy, cái này con này thì phải cắm ngửa rồi là cắm úp chứ, đấy, cắm vào xong này Còn à, dây AV Dây AV thì à, đỏ thì thường thường đỏ là cắm bên ngoài R đây, R là đỏ, L là là trắng ở bên trong Thế thôi Còn nguồn thì em sẽ cắm nguồn 100V vào đây các bác nhé Đấy, và bây giờ thì em sẽ à, Hướng dẫn các bác à, sử dụng à, giải mã này Và test cái phần à, CD Đĩa DVD, đĩa VCD Test tất cả các loại đĩa cho các bác luôn để các bác biết là con này mắt nó khỏe như thế nào Đấy. rất đẹp em sẽ quay kỹ một lần nữa cho các bác xem ạ à. mạch con này thì không phải chê điểm gì đâu cực kỳ khủng luôn trong mạ vàng chóe luôn Đấy. vâng và bây giờ thì em sẽ bật cái nguồn lên các bác nhá em bật cái nguồn này lên và con này thì nó giải mã 24 bit Không cần đĩa CD mồi Đây em cho đĩa ra luôn cho các bác xem này à, Em cho đĩa ra nhá là Không có đĩa bên trong Và em bây giờ em sẽ bật cái nhạc từ TV lên đang chạy rồi này Đấy. Và khi các bác muốn giải mã từ TV Thì các bác nhìn cái lúm này nhá Cái khớp này này Nó đang xoay về cái DVD Giờ bác xoay sang phần Optical 阿斗。 Bây giờ thì uh, em sẽ xoay về uh, phần uh, DVD này và bây giờ em sẽ test cái phần uh, DVD cho các bác nhé. Vâng và em đã cắm cái đường uh, AV đường rắc uh, hoa sen mà cái đường cổng uh, video đấy ra phần uh, TV thì bây giờ em sẽ chuyển về phần DVD, DVD này. Đây, phần AV đây. Đấy em sẽ chuyển đường đường hình nhá. Còn tiếng thì em sẽ lấy đường uh, rắc hoa sen ra Omni còn cái đường hình này thì các bác chỉ cần lấy mỗi đường hình thôi đây ví dụ đây đây cái đường hình đây em cắm cái đường hình đây còn cổng quang thì bây giờ thì test DVD thì không cần cổng quang nữa này đường uh, AV ra là xong thôi đấy, nguồn 100v đấy giờ em chỉ test như vậy thôi và phần uh, DVD này thì uh, em cũng xin phép là em sẽ test cái đĩa DVD của ca sĩ Duy Mạnh đấy nhưng cái đĩa này thì khi mà em cho ra tiếng ở âm ni thì nó sẽ bị 100% là bản quyền các bác nhé Kể cả cái đĩa CD Tí em sẽ test cái đĩa CD The Best of Chế Linh Thanh tiền Con đường mang tên em này nữa Thì cũng 100% là sẽ bị bản quyền nếu mà em cho ra tiếng Thế nên là các bác mà cần có cái test chất âm của phần CD Thì các bác cứ liên hệ với số Zalo em sẽ quay một đoạn video có âm thanh cho các bác biết là con này chất âm CD nó cực kỳ hay như thế nào ạ Vâng bây giờ em sẽ cho đĩa ra các bác nhé Em cho cái khay đĩa ra này Và em sẽ test cái đĩa DVD của Duy Mạnh này Đấy. Con này thì mắt nó cực kỳ khỏe và mắt nó dễ thay thế nhé Mắt con này là mắt hốp 1000 và khi nó hiển thị các bác nhìn này nó hiển thị chữ DVD này video này digital này play đang hát rồi các bác nhé và đây là màn hình đây ạ Đấy. giải trí đại dương và cái đĩa này của ca sĩ Duy Mạnh thì nó từ những thập liên 2007 2008 rồi Đấy. và trên chiếc điều khiển đây các bác có thể bấm bài cho em cũng được Lách này Đây lách đây Đấy bấm phím nhất ở đây được, đấy, đây các bác nha nhìn này, đấy, và bây giờ thì em sẽ test phần CD, DVD thì đọc cực kỳ tốt rồi, đây, phần uh, CD đây. em sẽ test phần đĩa âm um, phono này, đĩa đẻo này trên thị trường Việt Nam, đấy. đĩa này mắt của nó cực, mắt của nó cực kỳ khỏe mới đọc đĩa này, đấy rất đẹp ạ à. nó đang nhận này CD là 10 bài em bấm play luôn và bấm phím lách này lách bài hát này Đấy thì vừa giờ cái phần đĩa DVD ấy thì không lách được còn là CD thì các bác lách bài bình thường nhé kể cả trên chiếc điều khiển này em bấm bài số 7 này Đấy, nó cũng nhận sang bài số 7 này Đấy. rất đơn giản thôi Đấy, mắt mũi con này thì cực cực kỳ khỏe rồi Đấy, em test thêm một cái đĩa nữa là cái đĩa nòng nòng trắng đây. Đĩa xịn của Chế Linh Thanh Tuyền. Đấy, con này thì mắt mũi nó cực kỳ khỏe và nó không kén, không vấp bất kỳ một đĩa nào các bác ạ. Đấy, em khẳng định luôn. Và con này thì máy bán ra thì bên em vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nối 1 đổi 1. Và con này thì cái video ngày hôm qua thì em cũng đã là giới thiệu báo giá, review review về con này rồi hôm nay thì em sẽ làm cái video chi tiết và giới thiệu đến các bác các tính năng của nó thì con này thì giá bình thường bên em cũng đang bán nếu mà đẹp xuất sắc thì con này nó tầm 14 triệu 500 nhưng con này nó bị có ba cái vết xước như này tự nhiên là nó thành cái mất cái thẩm mỹ nhưng mà ba cái vết này các bác mà ngồi xa cái đầu mà cách tầm 1 mét thì các bác sẽ không nhìn thấy nhá đấy thế nên là con này em sẽ giảm giá cực kỳ sâu cho các bác xả xả lỗ bán thanh lý cho các bác là 11 triệu 500 nghìn đồng 11 triệu 500 nghìn đồng máy bán ra thì bên em sẽ tặng cho các bác một đĩa CD một dây quang một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nỗi một đổi một về máy cũng như là về mắt còn máy thì kèm theo dây nguồn và chiếc điều khiển xịn này rồi Đấy. và mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo số điện thoại 0966723489 địa chỉ xem hàng bên em là tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội và bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác suốt thời gian qua các bác đã luôn ủng hộ hàng hóa bên em và chân thành cảm ơn các bác vào lúc buổi trưa 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần các bác đã dành chút một chút thời gian nhỏ để các bác xem hết cái video này và các bác chơi trò chơi đoán chúng quà và cũng cái trò chơi đoán trúng quà đó cũng là một cái hình thức mà các bác đã ủng hộ kênh em cũng như là shop em mặc dù có một số bác thì không trúng nhưng mà các bác vui chơi thì thì các bác cứ vui vẻ còn nhiều bác thì rất trúng và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ